Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc của mình cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay Bảo sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của chị đã 38 tuổi rồi. Và chị có kể một câu chuyện khi mà chị mới vừa 17 tuổi thôi. Câu chuyện này sẽ giới thiệu đầu tiên là gia đình của chị Khá. Cha mẹ của chị Khá là thứ hai, Bảo sẽ gọi là chú thím hai nha. Chú thím hai thì có hai người con. Một là chị Khá 17 tuổi và một người con trai, khi đó chị mới có 11 tuổi thôi. Gia đình của chị Khá thì sống ở Long An và ở gần biên giới Việt Nam. Lúc đó thì khi mà mới về, mẹ của chị Khá đó mới theo chồng về đây sinh sống á, hai vợ chồng ở trong một cái nhà lúc đó là rất là nhỏ, và cái việc tâm linh ở đó thì cũng gặp một đôi lần, thì Bảo chỉ kể một lần đại khái thôi. Lần đó là khi mà về làm dâu á, do lại bên gia đình của chú hai á là mẹ thì mất rồi, còn cha thì được ở bên nhà của cái người em thứ út của chú hai. Và ở cách đó độ chừng 3 cây số, mà khi mà chú hai cưới thím hai về, trở về đó cắt cái nhà đó là ở gần biên giới Việt và Cam, ở xa gia đình của mình là khoảng 3 cây số. Do là phần đất chỗ này nó nhỏ cho nên là cắt cái nhà cũng khá là nhỏ, chiều dài chỉ độ khoảng chừng 12 mét, còn cái bề ngang là khoảng 3 mét mấy. Nói chung thì vào thời điểm đó mà ở được một cái nhà hai vợ chồng mới cưới về ở cái nhà như thế thì nó cũng hơi là thiếu hụt đó. Nhưng mà dẫu sao thì cũng có một chỗ để mà che nắng che mưa. Đặc biệt thì chú hai rất là giỏi. Chú làm rất là nhiều việc. Và chú hai là một cái người khéo tay. Từ cái việc giống như là đan lưới, rồi giăng cá hay cắm câu gì đó thì mấy cái chuyện nó thông thường, nhưng mà chú làm khéo tay lắm. Thậm chí những người bạn làm là giăng câu cá đầu với chú nè cũng phải đi qua bên chú hai để mà mua những cái lưới do chú hai đan. Thím hai thì ban đầu một năm đầu về thì chưa có rành, do là gia đình của thím thì không, thím chưa có quen với việc và đan lưới đó. Nhưng mà do được chồng mình chỉ và ông chỉ dắt những cái bí quyết rất là dễ hiểu, cho nên là cái việc mà dân nhà quê mà được một người thầy giỏi chỉ cho mình cái việc làm lưới đó thì thím hai làm rất là mau biết. Và trong vòng một tháng thôi thì thím hai đã đan lưới phụ chồng mình, và có đôi khi làm còn tỉ mỉ và khéo hơn cả chú hai. Từ cái lúc đó thì gia đình mới làm đan lưới bán, giống như là cái nghề này là cái nghề tự phát, do là khéo léo rồi có cái phần sáng dạ, cho nên là cái nghề này nghề tự phát nha các bạn, chứ không phải từ ban đầu hai vợ chồng cưới nhau và định làm cái nghề đó. Cưới nhau rồi thì thấy hai vợ chồng người nào cũng khéo léo như vậy, và những cái người mà làm lưới ở đó, làm giường câu đồ ở đó, người ta mới đi qua người ta mua, thì dần dần chỉ trong vòng một tháng mấy thôi mà hai vợ chồng đã đi đan lưới và treo lên để bán. Chính vì cái thời gian mà ở nhà đan lưới rồi bán cho những cái người làm chung cái nghề đó thì người ta mua khá là nhiều, mà cái độ lưới để mà bán cho người ta thì không có đủ. Do đó mà chú hai tạm gác những cái công việc hàng ngày của mình, tập trung vào cái việc bán lưới, hy vọng với cái nghề này thì sẽ được đổi đời. Lúc đó là đang phơi phới mà, cho nên là suy nghĩ như vậy. Cái bữa đó thì tổng cộng trong nhà còn lại là 7 cái mảnh lưới. 7 mảnh lưới này hai vợ chồng làm xong hết rồi á, thì sáng đem ra là kêu là tay lưới nha các bạn, mà tại Bảo gọi mạnh là cái lúc mà mình chưa đan đó. Thì đan xong rồi nó ra được 5 cái tay lưới, thì 5 cái tay lưới này á chắc ra bên ngoài để mà dành bán. Những người ở gần sớm thì người ta mua từ trước tới giờ, người ta mua đủ rồi, lâu lâu người ta mới chọt qua mua một hai cái. Còn những người mà ở cách nhà giống như là 5-7 cây số gì đó thì người ta sẽ đi lại mua, và mỗi lần mua như vậy người ta không có mua mà một tay, hai tay hay ba tay, mà người ta hùng với nhau. Ví dụ như anh này càng ba tay, anh kia bốn tay,
chung quy lại như vậy thì lợi tới nhà của chú thím hai. Họ mua mỗi lần như vậy là phải ít nhất là 15 đến 20 tay lưới. Thì có một cái ông này thì ông thứ ba, và tuổi ông đã lớn rồi cho nên là bảo gọi là ông ba luôn. Ông ba đó thì tướng tá hình dốc là da dẻ, một cái người đi làm dầm mưa giải nắng, ông đen đuốc rồi thịt da độ chắc lắm đó. Thì ông mới đi lại, cái tướng ông cao nha, các bạn phải nhớ là cái tướng ông cao khoảng 1m70 mấy đó, mà tướng cũng lực lưỡng nha, tuy là lớn tuổi 52 53 tuổi rồi nhưng mà còn mạnh khỏe lắm. Khi mà đi lại tới nhà thì sau khi mà hai bên trao đổi thống nhất với nhau là 7 ngày sau sẽ làm thêm cho ông ba này 13 cái tay lưới nữa. Hiện tại thì ông lấy 7 tay rồi và ông hẹn đúng 7 ngày ông sẽ trở lại để mà lấy cái phần 7 cái tay 13 cái tay lưới còn lại của mình. Đó, thì bữa đó đúng vào cái ngày hẹn. Và khi hẹn là ông hẹn là 5 6 giờ sáng. Cái chú thím hai là đó giờ làm việc mà mình mới vừa đưa ra buôn bán, chỗ khác lại mua. Thì mình phải làm sao cho người ta tuyệt đối tin tưởng và hài lòng với cái lưới của mình thì người ta mới có trở lại rồi mua của mình nữa. Cho nên là chỉ mới khoảng 1 giờ sáng thôi, hai vợ chồng chú thím hai mới thức dậy, kiểm kê lại tất cả những cái lưới của mình, xem coi có chỗ nào nó rối hay là chỗ nào nó không vừa ý, có nghĩa là mình kiểm tra tổng quan lại một cái cho nó chắc ăn. Và cái việc kiểm tra 13 tay lưới với cái tính cẩn thận của hai vợ chồng thì họ thức dậy từ 1 giờ sáng là bắt đầu làm. Hồi đó thì cái khu vực chỗ này chưa có điện nha các bạn. Lúc đó chưa có điện, cho nên làm là phải ngồi gần cái ngọn đèn dầu và hai vợ chồng mới đem ra trước sân nhà mình. Cái khoảng sân này á, thì nó không có lớn, nó cũng chỉ vừa đủ làm thôi. Tại vì các bạn biết rồi, cái nhà chỉ có 3 mét mấy bề ngang, cái chiều dài á, là chỉ khoảng 11 12 mét, thì chứng tỏ là đất không có cho nên là mới cắt cái nhà nó cục như vậy. Thì cái sân nó sẽ không có bao nhiêu, nó chỉ độ khoảng chừng từ cái mái hiên đi ra cái sân á, chung vi cái sân đó độ chừng 2 mét nè. Bề ngang thì nó cái bề bề ngang trở thành bề dài rồi, bề ngang là 3 mét mấy là trở thành bề dài rồi, còn cái bề từ mái hiên bước ra 2 mét nữa thì trở thành bề rộng rồi. Đó thì cái vị trí đó chú hai mới ngồi ở cái đầu phía tay trái và thím hai ngồi ở cái đầu phía tay phải, và hai vợ chồng thì dăng ra hai cái cây sào, ông một đầu bà một đầu, nhưng mà hai cái sào riêng biệt nha. Đó thì họ kiểm lưới. Đang kiểm như vậy thì chú hai lúc đó ổng mới mắc ổng đi vệ sinh đi, mà đi vệ sinh là phải đi sâu ra phía sau độ khoảng 200 thước hơn. Chú hai đứng dậy đi ra ngoài đó đi vệ sinh ở những cái cầu cá đó, thì thím hai ngồi ở đây một con mình. Thím đang ngồi như vậy thì thím cũng lo làm như này, thì bất ngờ cái đèn nó tắt. Mà hai vợ chồng nghèo làm thì hà tiện từ đồng từ cắt, cho nên là khi mà đốt cái đèn á là đem ra ngoài sân làm. Bữa đó gió không có, và cẩn thận hơn nữa là có che, che một cái hướng gió nhẹ nhẹ đó, là che lên một cái miếng thiết mà nó cũng mục rồi, che lên là không thể nào cái đèn này tắt, loại đèn dầu lớn mà tiết kiệm, cho nên là trong nhà đó là không có đốt đèn, chỉ lấy cái đèn lớn ở trong nhà ra đốt để tiết kiệm dầu. Và lúc này á thì cái đèn nó phụt một cái nó tắt, mọi thứ xung quanh nó trở nên tối hù tối thui, mà nhà cửa hồi đó là ở cách xa nhau, mỗi một nhà như vậy là cách đâu có hơn 100 thước mới có nhà nghe. Đó thì do là mọi thứ xung quanh nó tối thui tối hù rồi, và ngay khi cái đèn nó tắt, thím hai á, lạnh lạnh trong người, hồi nãy giờ ngồi không lạnh mà bây giờ lại lạnh. Có một cái là đèn tắt rồi thím không làm được, thím chỉ nghĩ trong đầu, chỉ suy nghĩ tới cái việc là phải đốt cái đèn này lên lại để mà làm. Và cái hột quẹt á, thì nó nằm ở trên cái đầu tủ thờ ở trong nhà. Thím đứng dậy
lọ mọ đi lại cái chỗ mà cái cửa vô của nhà mình. Thế mới đi vô thím kiếm cái hột quẹt. Thì thím lấy cái tay á, thím mò mò trên bàn thờ, nhớ theo cái trí nhớ của mình là cái vị trí cái hột quẹt mình để ở đâu. Thím lấy cái hột quẹt rồi, thím mới đốt lên. Theo kiểu quẹt lên một cái để mà mình đi ra một cái hướng cho nó chính xác, đừng có đụng vô bàn ghế này nọ đó. Thím vừa đốt lên cái thì cái mắt của thím sẽ hướng ra phía bên ngoài chỗ những cái tay lưới của mình. Thím dòm ra ngoài đốt một cái thì cái ánh sáng của cái hột quẹt đó, nó dạ ra ngoài. Thím giật mình bởi bên ngoài có một cái bóng nào lơm khơm giống như là đang kiểm lưới. Tuy là hơi giật mình nhưng thím hai suy nghĩ rằng là chồng mình đi cầu rồi đi chợ vô. Lúc đó là thím nghĩ như vậy, nhưng thật ra không phải vậy, bởi vì khi chú hai ổng đi á là ổng mới vừa đi thôi. Có nghĩa là ổng đi vừa khuất lưng là ở đây cái đèn nó tắt rồi. Thì làm sao mà chú hai đi vệ sinh có mất một đoạn thời gian chứ? Sao mà lại về kịp như vậy? À, thím hai thì nghĩ là chồng mình về mà quên đi cái điểm đó. Lúc này do là nghĩ chồng mình và có một người định hướng ngoài cái lưới rồi, mà các bạn biết đó, lưới thì nó màu trắng. Ban đêm mà tối hù tối thui hết, mình ở trong nhà mình dòm ra ngoài sân thì mình vẫn thấy được cái lưới trắng nó xõa từ trên xuống. Chính vì cái điểm trắng đó giúp cho thím có thể dòm được một người đang đứng lơm khơm như là kiểm lưới, mặc dù hiện tại thím hai không có đốt cái hột quẹt lên nữa, đã có chồng mình rồi. Thím mới bước ra từ từ, thím bước ra tới bước ngang cái ngạch cửa nhà mình á, thì thím mới lên tiếng mà thím hỏi: ủa sao ông đi cầu mau vô vậy? Ừ, một cái tiếng trả lời ừ, nhưng ừ rất là nhẹ. Sau cái tiếng trả lời đó thì cái người, cái bóng mà thím hai tưởng là chồng mình mới bước ra 2 thước, có nghĩa là hiện tại ông đã đứng khỏi cái sân nhà của thím hai rồi. Thì thím hai mới nói là: ông sao đi ra đó đứng nữa? Thường ngày thì chú hai khi mà hút thuốc á, sợ cháy lưới, chỉ cần cái lưới đó mà lửa đụng nhẹ cho chút xíu thôi là nó đã quéo lưới lại rồi, thì chú hai hay đi ra phía bên ngoài để mà hút thuốc. Thì cái lúc này nè, thím hai mới nghĩ là chồng mình đang đi ra ngoài đốt thuốc lá hút. Thím mới cầm cái hột quẹt và bước lại cái chỗ cái đèn dầu đó. Thím mới đốt lên. Thím đốt lên thì các bạn là người sợ là những cái bạn trẻ không biết cho nên bà bảo diễn tả chút xíu nha. Những người mà người ta xài đèn dầu á, khi các bạn đã bị tắt cái đèn dầu rồi mà cái đèn dầu của bạn nó là lớn nữa, nó là cái đèn dầu đèn dầu lớn thì cái ống khói nó sẽ lớn. Và khi mà mình đốt như vậy thì cái độ nóng của cái ống khói á, nó nóng rất là lâu. Mình đốt nãy giờ rồi mà tự nhiên nó tắt thì nó sẽ nóng khá là lâu. Thời gian mà thím hai đi vô từ đó vô trong nhà rồi đi ngược trở ra lấy cái hộp quạt đi ngược trở ra, nó chỉ mất khoảng chừng 1 phút mấy 2 phút thôi. 2 phút đó không đủ để làm cho cái ống khói nó nguội, và khi người ta muốn đốt đèn dầu ngược trở lại thì buộc lòng phải cầm, mà cầm ở dưới cái đáy của cái ống khói, tại vì ở dưới đó là cái chỗ mà nó nguội nhất. Thậm chí là mình đang đốt luôn nhưng mà cái vị trí ở cái chân của cái ống khói nó vẫn còn ấm ấm chứ nó không có nóng như là ở trên đó. Thì thím hai phải đưa cái tay của mình để lấy ở dưới cái chân của cái ống khói, thì ánh mắt của thím, mặc dù bây giờ đốt hồng quẹt lên rồi, một tay hồng quẹt đốt lên để mà thấy đường làm á, đốt hồng quẹt lên nhưng ánh mắt của thím vẫn ghim vào, dòm vào cái đèn dầu chứ không có đưa mắt dòm lơ đến chỗ khác. Thím cúi xuống và dở cái ống khói lên, rồi thím mới đưa cái hồng quẹt để xuống.
Rồi chú Thím để thêm cái ống khói xuống và một tay Thím vịn vào trong cái đèn, cái chân của cái đèn á, còn một tay Thím dặn cái tim đèn lên, phải dặn cao lên mình đốt rồi mình hạ xuống từ từ. Bởi vậy là mọi bảo diễn tả như vậy để cho mọi người hiểu là bây giờ Thím hai đang tập trung tất cả tinh thần vào cái việc đốt cái đèn dầu. Thím đưa cái tay trái và dặn cái tim đèn lên thì đồng thời sẽ lấy cái tay phải để mà đốt, lấy cái tay phải lấy cái hột quẹt để mà đốt, thì Thím mới đưa cái tay xuống thì cái hột quẹt đâu mất tiêu. Thím hai mới lọ mọ cái tay của mình, lúc này là tối hù mà, Thím lọ mọ cái tay của mình thì trên cái ghế để mà để cái đèn lên như hồi nãy tới bây giờ là một cái ghế theo cái dạng là ghế ghế trống các bạn, hai hai chân mà nó dài dài cỡ như vậy nè, cái mặt ghế nó dài khoảng chừng hơn nửa thước. Cái ghế đó thì một người ngồi hai người ngồi, thì Thím để cái đèn mình trên đó và Thím chắc chắn rằng cái hột quẹt để kế bên, vậy mà giờ này Thím mò không có. Chính vì mò không có cho nên là Thím mới lần lần cái tay ra, bởi vì có khi là cái mình để cái hột quẹt ở đây rồi nó để xa hơn cái vị trí mà mình suy nghĩ trong đầu á, Thím mới lần lần cái tay ra. Thím lần cái tay ra thì Thím chụp chụp vào một cái gì đó nó lạnh lạnh. Lúc này Thím hai mới quay mặt lại để mà dòm dòm vào cái tay của mình đang chụp vào cái gì đó. Thím dòm vô một cái Thím tái mặt các bạn. Một cái bóng không phải là chồng Thím, nó để cái tay như thể là nó đang để cho Thím phải chụp lên, sau đó là nó đưa cái mặt nó sát cái tay, cái mặt nó chỉ cách cái tay độ chừng một tấc thôi, và nó nhìn ngược lên với cái đầu tóc thì xõa ùa xuống và con mắt nó đỏ lồm luôn. Chứng kiến cái điều ghê rợn này thì đừng nói là Thím hai, một cái người dù là đàn ông trai tráng khỏe mạnh mà nữa bất thình lình quay mặt sang chụp vào một cái gì đó lạnh lạnh tay, quay mặt sang là nguyên cái hình ảnh nó ập vô người mình, thì Thím hoảng hồn, Thím té bật ra phía sau, Thím la lên ớ ớ ớ ớ. Thì lúc mà Thím la đó, Thím té như vậy, và khi mà Thím té thì Thím phải thụt lùi bằng hai tay và cả hai chân theo cái dạng giống như là mình bò ngửa mà bò ngược cái phía sau vậy đó. Cho nên là ánh mắt của Thím trong vô tình Thím mới dòm lại cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh này là ông đứng thẳng người lên và ông nói một câu đến sau này luôn mà Thím hai không bao giờ quên được cái cảnh tượng đó. Ông mới nói rằng á, vợ chồng mày đang lưới xong chưa, sao không giao cho tao? Vợ chồng mày đang lưới xong chưa, thì ổng nói với cái hình bóng của ổng thì vẫn đứng yên, sao không giao cho tao, năm chữ sau thì ổng mới chồm cái đầu tới phía trước và xõa đầy tóc xuống. Thím hai lúc này là không thể nào chịu đựng nổi và Thím đã té ngang một bên xỉu. Lúc sau chú hai đi về và thấy vợ mình nằm ở ngay gần cái chỗ mà làm lưới đó. Vợ mình nằm ở đó xỉu thì ông mới hoảng hồn, ông la lên rồi ông mới bồng vợ mình vô trong nhà, sau đó mới thắp đèn lên tất cả. Thắp đèn lên xong xuôi rồi đó nha. Thì lợi ông mới lấy cái dầu này nọ nè, ông tha vô bàn chân vợ, rồi tha vô thái dương cũng như là hai bên bàn tay, rồi ông mới lòn tay xuống cổ á, ông bóp. Thì ông đang làm như vậy thì ông mới nghe cái tiếng lập cập giống như một cái người nào đó đang bước gần tới nhà mình và đang dòm vào trong nhà mình. Cái cảm giác và cái âm thanh phát ra khiến cho chú hai ông nghe và ông suy nghĩ như vậy. Và ngay cái lúc này thì bất ngờ cái đèn dầu nó cũng tắt. Lại một lần nữa cái đèn dầu đã để trên cái bàn thờ rồi mà nó lại tiếp tục tắt, nhưng cái đèn dầu này không phải là cái đèn dầu lớn.
Bởi vì hồi nãy là đưa vợ mình vô một cách gấp gáp, chú hai không có lấy cái đèn lớn lên, mà chỉ là lúc mà đã đặt vợ mình xuống rồi đó, thì chú hai lúc nào cũng vậy, trong người ông luôn có thuốc hút và có cái hột quẹt. Ông mới lấy cái hột quẹt đó và đốt lên cái đèn dầu nhỏ trên cái bàn thờ. Và lúc này thì cái đèn nó đã tắt rồi mà chú lại nghe âm thanh phía bên ngoài, mà bản thân chú là một cái người đang lo cho vợ mình khi xỉu. Nếu như có ai đó ngoài đó thì chắc chắn là cái lúc hồi nãy khi mà mình la lớn lên để coi có cái sự trợ giúp nào không. La là la theo cái kiểu là giật mình la lên thôi, chứ không phải là chủ định la để người ta nghe và tiếp vợ mình. Nhưng mà dẫu sao có lẽ nhờ cái tiếng la đó mà có người đi qua đây để phụ giúp mình. Bản thân chú phải mừng chứ, một người đang lo cho vợ mà vợ mình chưa tỉnh nè, mà có người lùm đập phía trước nữa, thì cái đèn nó tắt không có làm ảnh hưởng nhiều đến chú hai. Và chú hai mới không có lại mở cái đèn trước, mà chú đi thẳng ra phía nhà của mình để coi ai qua. Và khi chú bước ra, chú vừa đi mà chú vừa nói ai ngoài đó vậy, tiếp tiếp tôi với vợ tôi xỉu, vợ tôi xỉu. Thì vừa nói vừa bước ra, và cái nhà của chú khá là nhỏ mà thím hai lại nằm ở phía bên ngoài nữa, cho nên là chỉ cần bước mấy bước thôi đã bước ra khỏi nhà. Thì khi mà chú hai bước ra khỏi nhà đó, chú mới dòm được một cái bóng. Cái bóng này cao lớn và không phải như thím hai thấy hồi nãy. Cái bóng này thì vẫn bình thường, tóc tai thì cũng ngắn, và ông đang đứng ở ngay cái chỗ mà cái màn mà lưới ông chỉ ló qua khoảng cái thắt lưng, xin lỗi các bạn, là cái ngực vậy nè. Còn từ cái ngực ông chở xuống dưới chân là đã bị mấy cái tay lưới á mà nãy treo lên nó đã che rồi, không có dòm rõ do là không có đèn. Ông mới nói, mà cái giọng mà ông là chú hai nhớ nha, ông mới nói là ủa vợ mày xỉu hả, mà mày làm lưới cho tao xong chưa. Thì ngay cái lúc này chú hai mới sực nhớ và nghe cái tiếng nói quen của một cái người đã từng đặt lưới của mình. Cái ông mà hẹn mình là một tuần sau sẽ đi tới để mà lấy 13 cái tay lưới còn lại. Mặc dù vậy, với cái tâm lý là đang lo cho vợ, cho nên là chú hai không trả lời cái câu hỏi của cái người đàn ông đó. Chú hai mới nói, trời ơi chú ơi chú, xong hết rồi, nhưng mà chú đợi chút xíu đi, chú vô chú tiếp con, không biết sao mà vợ con té xỉu mà con cứu tỉnh, bây giờ họ không có tỉnh. Thì cái ông này ổng lại nói một cái câu nữa, ổng nói tao làm vợ mày xỉu đó. Cái ông cười, ổng vừa nói tao làm vợ mày xỉu đó thì ổng toét lên ổng cười. Và cái giọng cười của ổng á, không một người sống nào mà có thể giả được cái giọng cười như thế được. Cười tới đâu là chú hai rùng rợn tới đó. Và ngay cái lúc này là do là chú rất là nóng, chú rất là giận. Bởi vì dù cho chú nghe cái tiếng cười đó nó không có được bình thường, nhưng mà bản thân chú thì quá giận rồi. Không hiểu làm sao mà vợ mình xỉu mà bây giờ thù lù ra đó một người nói là tao làm vợ mày xỉu. Khiến cho chú hai rất là tức giận. Chú mới nhào ra và chú nói ông làm gì, ông làm sao ông làm vợ tôi, vợ tôi xỉu. Thì vừa nói chú mới nhào ra và chú bắt cằn. Đó là cái tay lưới đang cản trở mình. Chú vẫn nhào tới và làm sập đi cái sào để mà làm lưới đó. Nhưng rõ ràng hồi nãy là ổng đứng ở phía sau lưng cái dàn lưới và ổng lộ ra từ trên ngực lên tới trên đầu. Mà cái lúc này á, chỉ sau câu nói đó chú hai nhào ra và xô ngã cả cái sào lưới, thì theo lẽ thường chắc chắn ổng sẽ đứng ở vị trí đó. Còn lúc này xô ra một cái thì ổng biến đâu mất tiêu, không hề thấy đâu. Và cả người của chú hai kêu bằng da gà đã nổi lên, cái sự tức giận nóng giận của chú hai nãy giờ nó tan biến ở đâu mất, và thay vào đó là một cái nỗi sợ, một cái sự sợ hãi nó ập vào người, nó lớn đến nỗi một người gan dạ như chú hai cũng phải nhảy ngược vào trong nhà với cái khuôn mặt và thái độ đầy hốt hoảng. Có vẻ như lúc này chú hai đã nhận ra được
là mình đang đối diện với cái thứ gì? Đó là hồn ma. Nhưng hồn ma sao lại có thể hiện ra và nói chuyện với mình như thể một người sống? Và lúc nãy nó có nói rằng nó làm cho vợ mình xỉu. Bởi vậy dù không biết cái mô tê như thế nào, chú hai vẫn nhảy vào trong nhà. Sau đó chú cũng bắt cần phải mở đèn gì cả. Chú lật đật chú chạy ra phía sau. Chú chạy ra phía sau nhà thì chú lấy muối gạo và một ít trái cây, chú mới đem ra để trước cửa nhà mình. Chú mới ngồi đó chú kháng, mặc dù bản thân chú rất là sợ, chú rất là gan nha. Nhưng mà cái tình huống lúc đó nó làm cho chú sợ đến nỗi mà từ nhỏ tới lớn chưa một lần nào mà sợ đến mức độ như vậy. Nhưng vì vợ mình vẫn còn đang xỉu, và nếu như hồn ma nó làm vợ mình xỉu thì chắc chắn rằng sẽ có một cái cảnh tượng gì đó nó cực kỳ ghê rợn. Và hơn nữa, bản thân của chú hai đã từng nghe nói rất là nhiều, nếu mà hồn ma nó làm mình xỉu như vậy thì nó sẽ bắt đi một vía một hồn gì của mình đó. Chú hai lúc đó là lòng tin của chú tin vào những cái câu nói đó, cho nên chú mới bắt cần cái sự sợ hãi của mình, chú đè nén nó đi, đem đồ ra trước cửa nhà mình và đốt nhang khấn vái. Chú hai khấn là cần cái gì chú hai sẽ cúng, đừng có bắt hồn bắt vía của vợ chú hai. Chú giái và chú cầm những cái trái cây cũng như là muối gạo của gia đình mình, chú mới đem ra chú giải và miệng chú liên tục khấn vái như vậy. Tuy là chú hai không có thấy nha các bạn, lúc này là chú hai không thấy hình ảnh gì cả, nhưng chú lại nghe vang vẳng bên cái lỗ tai mình á là có một cái giọng nói á: tao giỡn thôi chứ tao đâu có bắt hồn vợ mày, mà mày nhớ mày phải giao lưới cho tao nghe chưa, sáng sớm là con tao nó lên nó lấy đó. Nghe rõ ràng câu nói đó nha, chú hai nghe tới mà cả người lạnh băng chứ, sợ lắm. Và chú đã bước vào trong nhà, chú đốt đèn lên thì độ khoảng tầm 10 phút sau thì thím hai mới giật mình thức dậy. Và ngay khi lạ lùng ở một điểm như thế này, một người mới vừa gặp một cảnh tượng kinh hoàng, cái nỗi sợ nó vượt quá cái sức chịu đựng khiến cho thím hai phải xỉu. Vậy mà khi vừa mới tỉnh lại, thím hai lại bình tĩnh hơn rất là nhiều. Và thím không tỏ ra cái thái độ như là gặp chồng mình nhào tới ôm anh ơi nãy em gặp vậy, không các bạn. Ngay cả thím hai cũng sau này cũng không hiểu cái lý do tại làm sao mà mình không sợ. Chỉ có suy đoán theo cái kiểu chắc có lẽ là chú hai khi cúng kiến như vậy và cái vong hồn đó nó chấp nhận, cho nên nó không làm cho thím hai sợ sệt. Và khi thím hai bật ngồi dậy rồi, khuôn mặt thím thì tuy có cái kiểu là xanh xao đó, nhưng câu nói và cái cử chỉ của thím hai thì tỏ ra một cách rất là bình tĩnh. Thím mới kể lại tường tận cái việc hồi nãy mình thấy làm sao, kể cho chồng mình nghe. Lúc này thì nó đặt ra một cái điều nó trái ngược hoàn toàn. Một người vợ sợ quá xỉu, còn một cái người chồng á, thì mặc dù thấy sợ nhưng ông can đảm hơn và ông không xỉu. Thậm chí vì vợ mình ông vẫn đem đồ ra để mà cúng, mặc dù ông biết có cái vong hiện diện ở gần đây. Thì một người gan như vậy lúc này lại xanh xao mặt theo từng cái câu kể của vợ mình. Mà còn cái người vợ, cái người nhát á, thì lại tỉnh bơ mà kể như thể là một người lớn đang kể câu chuyện ma cho một cái người nhỏ nghe vậy đó. Nhưng mà dẫu sao thì hai vợ chồng cũng đã ở trong nhà và không còn bất cứ một cái cảm giác nào cả. Không còn cảm giác sợ như thể là cái vong nó đã đi rồi. Một cái cảm giác như là mình đã buông bỏ được một cái nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Và ngay cả chú hai sau một lúc cũng được y như là thím hai như vậy. Thì hai người lúc này là chưa biết chuyện gì, nhưng biết rằng mình đang bị cái vong nó chiêu ghẹo. Đến khoảng hơn 6 giờ sáng thì có một cái người này thì cỡ chừng 32, 33 tuổi, và cái người đó đi lại mà nói rằng là tôi lấy lưới của cha tôi đặt là còn lại 13 tay lưới và cái số tiền tôi cũng đem vừa đủ tới. Lúc này
Thì chú hai đã nghi nghi rồi, bởi vì hồi tối á, những cái việc nó xảy ra khiến cho chú cũng đã nghi nghi trong bụng. Mà bây giờ đã có một cái người này tới và nói rằng là lấy lưới của cha mình đặt. Tuy là nghi nhưng mà cũng chưa dám chắc chắn, cho nên chú hai mới hỏi lại. Cha của anh á, là cái ông chú như vậy không? Và ông đặt 13 cái tay lưới vào ngày hôm nay là đi lấy đúng không? Sau khi được cái người đó xác nhận xong, chính xác là như vậy, chú hai mới kêu người đó vô nhà uống nước. Và nói chuyện một hồi thì chú hai mới quyết định là kể luôn cái chuyện mà vợ chồng mình chứng kiến vào tối đêm qua. Lúc này thì cái người đó cũng kể lại như vậy nha các bạn. Thật ra thì cái người mà đặt lưới cho chú thím hai làm á, là đã chết 3 hôm trước rồi, và đúng vào cái hôm nay á, là đã mở cửa mã xong vào cái ngày trước rồi á, là sáng bữa nay là coi như là đầu ngày thứ tư á. Thì do là ông đặt cho nên là mấy cái người con vẫn biết là ông đặt, có điều là không biết là ông đặt ở chỗ nào và bao nhiêu cái tay lưới là chính xác và số tiền là bao nhiêu. Do là cha mình mất cho nên người con cũng không có suy nghĩ tới những cái việc đó và chỉ lo cái việc mai táng cho cha mình một cách đàng hoàng thôi. Và nhà của cái ông ba này á, thì ông chỉ có duy nhất một đứa con thôi đó. Thì cái anh đó đó, hai vợ chồng anh đó với lại cái đứa con nhỏ đang ngủ ban đêm như vậy, đang ngủ ở trong nhà và cũng là ngay tối đêm đó luôn, nhưng mà giờ đó thì chỉ khoảng 9 giờ mấy 10 giờ tối thôi. Có nghĩa là chú thím hai ở đây bị nhát là độ khoảng 1 giờ mấy 2 giờ. Còn người con ngủ ở trong nhà là chỉ mới 9 giờ mấy. Thì anh đang ngủ ở trong buồng với hai với vợ và con mình. Do là hôm nay là mở cửa mã nè, và theo cái quan niệm là mở cửa mã, vong linh của người chết sẽ trở về thăm nhà vào đúng vào cái ngày mở cửa mã đó. Người con mới nằm trong nhà mà tưởng nhớ đến cha mình, chưa có ngủ. Vợ anh thì con anh đã ngủ rồi, do là quá mệt à, anh mới nằm ở đó à, chú mới nằm đó chú ngủ. Chú ngủ theo kiểu là nhắm mắt để đó, và luôn trong đầu là luôn luôn tưởng về người cha của mình. Thì chú mới nghe ở phía bên ngoài, ở sau cái nhà bếp thì có một cái khung đó là gia đình chuyên gia để ở sát bên cái góc tay trái đó, là chuyên gia để lưới. Thì chú mới nghe lụp cụp ở ngoài đó đi. Chú mới nghĩ là ủa, lưới của mình đó mình treo như vậy là không có con chuột hay là cái con gì mà nó ảnh hưởng đến lưới mình được. Tại vì mình làm lưới là mà cái lưới mình giữ phải rất là kỹ nha các bạn. Mình treo sào hay treo làm sao thì phải làm cho những con chuột nó không tới, tại vì đôi khi mình giăng lưới rồi cá nó dính vô á, nó sẽ còn dính lại cái mùi tanh. Mà mình để hớ hên thì chuột nó sẽ lợi nó cắn lưới hơn hết à. Bởi vậy, dân làm nghề lưới thì chắc chắn một điều là khi mà treo những cái tay lưới lên là không có con chuột nào nó có thể bò lên và cắn lưới được. Vậy thì cái tiếng động này nó phát ra làm sao? Chú này chú mới sợ là ăn trộm. À, biết là cha mình mắc, mà cha mình là cái người hồi đó giờ ngủ gần những cái tay lưới đó, ông ngủ chứ biết không à. Thì bây giờ cha mình mắc rồi, có khả năng là ăn trộm nó vô, nó ăn cắp lưới, mà lưới vào thời điểm đó là nó cũng có giá trị nha các bạn. Đó thì cái chú này nè, chú mới nghe như vậy cái chú mới ngồi dậy. Chú ngồi dậy và chú mở cửa chú đi ra phía sau. Chú đi ra phía sau thì chú không có thấy bất luận một cái hình ảnh gì, nhưng mà trong nhà bếp của chú thì không có một cái sức gió nào có làm ảnh hưởng được đến cái đám lưới này cả. Vậy mà ngay cái lúc mà chú bước ra đó, chú có cầm theo cái cây giống như chú Trình ăn trộm, chú mới dòm chú không có thấy ai rồi, nhưng mà chú thấy cái tay lưới là nó phớt qua phớt lại như vậy. Cái chú mới bước ra hẳn thì cái tay lưới nó sừng lại, là chú đã nói là không có gió mà làm sao mà cái tay lưới nó lại quơ qua quơ lại như vậy được, mà cái tay lưới ban đêm nó màu trắng nữa. Có điều thì coi lại cửa nẻo một cách bình thường thì nó không có xảy ra một cái hiện tượng cạy cửa hay là có cái đường nào để mà đi vô được.
chú mới an tâm và chú mới đi ra nhà trước á. Chú mới lấy cái đèn xuống, nhưng trong đầu chú vẫn suy nghĩ là cái tiếng lụp cụp nãy đâu ra. Thì chú mới cầm cái đèn á, chú đi gần lại những cái tay lưới dưới nhà bếp của mình, thì lúc này cũng y như cái lần đầu, chú lại thấy là cái tay lưới nó phật qua phật lại, giống như thể là các bạn cứ liên tưởng tay lưới đang, mấy tay lưới đang treo. Tay lưới thì nó treo khô lên rất là nhẹ, và mình đi ngang á, mình sẽ lấy cái tay mình quợt thì nó sẽ đông đưa y chang như vậy, chứ không có một cái sức gió nào có thể lọt vào bên trong mà đông đưa như vậy hết. Chú mới thấy lạ rồi, cái chú mới suy nghĩ trong đầu á, có khi nào là cha của mình đi về và khi mà ông còn sống á, mặc dù ông sống bằng cái nghề sông nước, nhưng ông rất là quý trọng những cái tay lưới. Hư một chút xíu là ông sửa, lỗi một chút xíu là ông may. Cho nên á, là có khả năng cha của mình khi sống như vậy và khi chết á, thì ông về. Có thể là ông đã thăm con cháu rồi và ông đã đi ra phía sau để coi, coi những cái tay lưới của mình là nó có còn y nguyên và nguyên vẹn như cái lúc trước hay không. Thấy vậy đó, thì cái người con, cái chú này chú mới đi gần vô, và lúc này cái vị trí mà chú đứng á, là chú đứng sát vách. Cái lưng chú là quay vào vách, còn cái mặt của chú là quay vào những cái tấm lưới, và cái tay của chú á, một cái tay phải thì chú mới đặt cái đèn dầu. Lúc này chú đặt cái đèn dầu lên trên cái kệ, nhưng mà chú chưa có buông ra nha. Còn cái tay trái á, thì chú đang dờ mấy cái màn lưới, giống như thể là mình tưởng nhớ lại cha của mình vậy. Thì cái lúc này cái đèn dầu lại tắt, giống như ai đó mới vừa thổi. Một cái làn hơi lạnh nó phát vào cái tay của ông chú này nè. Tuy là hơi giật mình, nhưng mà không hiểu làm sao, ngay cái lúc đó thì chú không có quay lại dòm cái đèn của mình, mà chú nghe văng vẳng ở phía bên ngoài, giống như là người nào đang đứng ở bên ngoài và nói vô. Và chú nghe cái giọng nói đó là cái giọng nói của người cha mới vừa chết mấy hôm trước của mình. Ông nói á, là mày đi lấy lưới cho tao, mày đi hỏi thằng Song, bữa đó tao đi mua là nó chở tao đi, mày đi hỏi nó đem tiền lấy lưới về cho tao. Thì cái người con nghe cái giọng của cha mình và nói từ phía bên ngoài. Khi mà nói xong câu nói đó đó, người con mới giật mình, biết là cha mình về rồi. Tuy là có hơi sợ, nhưng mà chú vẫn mở cửa bếp ra và đi ra bên ngoài. Thì chú bước ra bên ngoài á, lúc này là không có đèn, và chú thấy ở cách mình độ chừng mười mấy thước thì có một cái bóng và đang đi thẳng ra phía sau. Phía sau đó là nơi mà chú đã chôn cất cha mình mấy ngày trước. Vì cái việc mà cha mình đặt lưới mua, chú này chú không biết, mà bây giờ á, lại thấy cái hiện tượng tâm linh đó. Thì sáng, không cần đợi sáng, thì ngay cái lúc đó đó, chú mới chạy qua cái nhà của một cái người tên là Song, và chú hỏi là đặt lưới ở đâu, cái người bán lưới tên gì và ở cái khu vực nào, rồi lưới đặt bao nhiêu tay. Thì người đó mới trả lời lại, do là mấy bữa trước á, thì ông ba này ông mắc, chú Song cũng qua phụ hợ xong rồi, mà do là qua phụ hợ cả ngày trời, công việc của chú nó bị ùn ứ, thì mấy ngày nay chú phải liên tục để mà sởi cái công việc quá nhiều của mình, và quên đi cái việc mà bữa đó đã đi với ông ba đặt lưới. Thì bây giờ nghe nói như vậy, chú Song mới nói ra là đặt bao nhiêu và cởi rõ và chỉ nhà để cho con của ông ba biết tường tận mọi chuyện. Thì sáng sớm con của ông ba mới lấy tiền và đi lên nhà của chú thím hai, hỏi lại 13 cái tay lưới mà cha mình đã đặt khi còn sống. Xong rồi đó thì mới biết được cái chuyện của chú thím hai là tối đêm qua cha mình qua tới bên đây. Ghê không các bạn, 10 giờ ở nhà mình, 9 giờ mấy 10 giờ ở nhà của ông ba, ổng về, ổng kêu con ổng dậy, và tới khoảng 2 giờ là ổng đi qua bên đây á, ổng kiểm lưới, ổng kiểm lại cái lưới của ổng có tốt hay không, có đủ chuẩn hay không này nọ đó. Bởi đôi khi cái người chết á, mà có việc gì mà người ta chưa hoàn thành,
cái người đó là không được đi đầu thai liền đi, mình nói tên nôm na như vậy đi, thì đa phần những cái chấp niệm đó người ta muốn hoàn thành cho xong. Bởi vậy mới xảy ra cái hiện tượng tâm linh mà chú thím hai gặp phải. Thì sau khi kể như vậy thì cũng biết được cái nguyên nhân mà ông ba ông mắc á, là do ông bị trúng gió rồi ông theo kiểu mà té xuống sông á các bạn, thì ông mắc. Nói chung thì qua cái sự việc lần này, chú thím hai là kiểu như là thím hai khi mà về làm vợ của chú hai á, thì chỉ gặp duy nhất cái lần đó thôi. Và cái vị trí á, ở cái nhà đó thì sau khi mà 17 năm sau, chị vào 17 tuổi là chị gái. Còn em trai của mình, xin lỗi các bạn, là chị Khá. Chị Khá 17 tuổi và em trai của mình tên là Giàu 11 tuổi. Lúc đó vẫn ngay cái nhà đó, vẫn ngay cái nhà đó nha. Nhưng mà lúc này thì do là làm ăn một thời gian, nhà cửa thì không phải là đến đổi giàu có gì, nhưng mà nó cũng thuộc dạng là trung bình khá. Cho nên là có mua thêm đất và mua thêm xung quanh khu vực nhà mình và cắt cái nhà nó rộng hơn. Bây giờ hiện tại khi mà chị Khá 17 tuổi thì cái nhà nó bề ngang nó cũng đã được 5 thước và chiều dài nó độ khoảng 20 thước. Thì vẫn là nhà cấp 4 thôi, nhưng mà đã ngăn ra hai cái giống như mình nói là hai cái phòng đi, chứ thật ra lúc đó thì cũng không đến đổi mà được sang trọng như kiểu hai cái phòng đâu, mà mình cởi hai cái phòng cho nó dễ nha các bạn. Cửa của mỗi phòng á vẫn là cái cửa mà theo cái kiểu là cửa cây. Thì lúc đó chị Khá và em Giàu hai người ngủ chung một phòng và phòng ở phía sau. Còn phòng ở phía trước sau lưng cái bàn thờ là chú thím hai nằm ngủ. Hồi đó tới bây giờ là các cái nhà này là khi mà em Giàu là mới có 3 tuổi đã cất rồi. Và ở tới bây giờ đã 8 năm rồi. Thì không hề có cái hiện tượng tâm linh gì cả. Hoàn toàn không có. Có một cái thì khi mà năm chị Khá 17 tuổi và em trai mình 11 tuổi. Cái phòng mà hai chị em mà con nít nó lại khoái chơi đồ nữa, cho nên là chắc đồ khá là nhiều. Ở trong cái phòng mà cái phòng nó cũng nhỏ thôi chứ không phải lớn. Chắc những cái đồ chơi á, mà hồi đó chơi theo kiểu giống như là châu đất nè. Nặng châu đất, rồi nặng những cái món đồ chơi bằng đất á. Đa phần là đất sét. Thì chơi để ở mấy cái đó thì cái đồ đất nó dơ. Bởi vậy là để là phải để ở dưới. Ở dưới cái giường. Để dưới cái chân giường đó. Thì nhà thì vẫn là nhà đất nha các bạn, vẫn là nhà đất. Thì cái lần đó đó, không biết làm sao mà tối hôm đó hai chị em đang nằm ngủ. Chị Khá nằm thì lúc nào chứ mình có em bọng thì mình cũng cho nó ngủ gần vách. Mình thì mình ngủ ngoài để mình tiện bước ra bước vô. Cái chị Khá đang nằm ngủ như vậy thì chị Khá mới nghe. Nghe ở dưới chân giường của mình có cái tiếng. Ban đầu chị nghe chị tưởng là cái tiếng chuột nó kêu hoặc là chuột nó đang cắn lộn với nhau. Vào thời điểm đó ở khu vực mà chị Khá sinh sống á, chuột nhiều phải biết luôn. Chuột rất là nhiều. Rồi có những rắn nó cũng nhiều nữa. Và đôi khi rắn nó ở trong nhà mà nó bắt chuột đó các bạn. Nhà chị thì không có nuôi chó mèo gì cả. Và cái tiếng này nó phát ra, ban đầu chị nghe thì chị nghĩ là một là chuột nó cắn nhau, hai là con chuột nào đó nó bị con rắn nó cắn. Đang ngủ cho nên là chị Khá cũng không có bận tâm là phía dưới là con chuột con gì, thôi kệ nó đi. Nhưng mà cứ nghe cái âm thanh đó nhiều quá. Và khi nghe nhiều thì mới tỉnh táo, không ngủ nữa. Và phải nghe kỹ lại coi là cái tiếng gì. Thì lúc này chị Khá hơi giật mình. Bởi vì tiếng mà chị Khá nghe là cái tiếng giống như thể cái tiếng cười của một cái đứa nhỏ. Trong nhà, trong phòng của mình thì làm gì có tiếng cười của đứa nhỏ. Mà tiếng cười của đứa nhỏ là nó khác xa với cái tiếng khóc nha các bạn. Cái tiếng khóc thì nó sẽ giống như cái tiếng mèo kêu.
thì chị có thể giải thích là ở bên dưới nó có cái con mèo vậy, nó kêu ở mèo quang đâu đi vô nhà. Nhưng mà cái tiếng cười của đứa con nít thì nó không giống cái tiếng mèo kêu. Và chị nghe như vậy chị mới hơi thoáng giật mình đi. Chị mới lấy cái tay á, chị đập đập xuống cái giường. Đập bịch 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 như nè. Dầu cho là con gì mà khi mà mình đập như vậy là chắc chắn nó sẽ dời đi, chứ nó không dám nằm lại chỗ đó đâu. Càng đập thì cái tiếng cười nó phát ra càng rõ ràng hơn. Tới khi mà chị khá không chịu nổi rồi, chị khá mới bước xuống. Thì do là nhà dưới quê rồi đó, người ta ngủ là ít có ai mà đem cái đèn dầu vô trong buồng lắm, cỡ sợ cháy á. Thì chị khá mới bước xuống và lấy một cái nhánh cây. Cái nhánh cây theo kiểu là nó cũng dài cỡ chừng hơn thước vậy đó, nó tròn 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 đó. Thì chú thường thường nó đi chơi hay cầm theo nhánh cây nít mà. Chị mới lấy cái nhánh cây đó đó, chị mới chọt 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 vô coi có gì không. Thì chị chọt vô là nó không có gì, không có gì hết. Đó là một lần nha. Thì khoảng chừng 3 đêm sau á, lúc này thì chị khá ở nhà một mình nha các bạn, ở nhà một mình thôi. Cha mẹ là chú thím hai á, với lại cái người em của mình đã đi đám ở cách đó là cỡ 3 cây số mà ở lại ngủ chứ không có về nhà. Do đó là cái người ở lại nhà ngủ giữ chỉ có mình chị Khá thôi. Và bữa đó chị Khá vào trong buồng mình ngủ cũng rất là sớm, chị độ khoảng 7 giờ tối. Chị đã ngủ được một giấc rồi thì chị mới thức dậy. Và khi thức dậy thì chị định ngủ nữa, nhưng mà không biết sao lúc đó ngủ không được. Thì chị mới lăn qua lộn lại bứt rứt khó ngủ. Thì chị mới bước xuống và chị đi ra ngoài nhà trước. Hồi đó là người ta cái lu nước á, là ta để hay để trước nhà, phải mở cửa để đi ra ngoài múc nước uống. Chị mở cửa xong rồi, chị múc nước uống rồi, thì trên cái bàn thờ á vẫn còn cái đèn, nhưng mà cái đèn dầu này nó nhỏ và vẫn khá là lu. Đây là một cái thói quen của những người sống ở dưới quê. Khi mà tối người ta ngủ á, người ta chỉ dùng sử dụng cái đèn dầu nhỏ thôi, và người ta dặn lu xuống. Cái chị Khá uống nước xong mới quay lại cái chỗ cái cửa để dòm vô. Khi mình bước vô thì mình phải dòm vô như vậy nè. Thì cái ánh sáng từ cái chiếc đèn dầu nhỏ đó, chị Khá thấy là mơ hồ có một cái bóng đang đi vào ở trong cái vườn của mình, cái phòng của mình á, đi vào cái hướng phòng mình. Nhưng mà cái bóng này nó khá là nhỏ, chị mới giật mình cho nhìn kỹ lại thì không còn thấy nữa. Rồi cứ nghĩ là mình nhìn qua mắt, bởi vì sao? Bởi vì đây là nhà của mình và mình ở đã rất là lâu rồi thì không có cái hiện tượng tâm linh. Sau đó chị Khá vẫn đóng cửa lại bình tĩnh và đi vào trong cái phòng của mình, leo lên giường nằm ngủ. Chị lên giường chị nằm ngủ á, nhưng mà nó ngủ không được, kiểu nó trằn trọc, cho nên là lâu lâu những cái tiếng mà phát ra bên ngoài chị vẫn nghe. Và lúc này chị nghe ở dưới cái gầm giường của mình như là ai đó đang bò. Và ở dưới gầm giường của chị Khá thì lúc này có để mấy cái miếng mủ các bạn, do là nhà đất tắng cái mủ lên sợ mưa từ bên ngoài á nó tràn vào, nó rỉ nước nó tràn vào đó, thì mới có tắng cái mũ đó. Vì chính vì có cái mũ đó thì nếu như có một cái gì đó đang bò ở trên cái lá mũ thì nó phát ra cái tiếng. Nếu mà đất thì nó không phát ra tiếng nhiều đâu, còn cái này là có cái lớp mũ ở dưới đó, nó làm rào rào rọt 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 như vậy. Mà nói gì thì nói, mặc dù là ở trong nhà của mình nhưng đang ngủ trên một cái giường mà phía bên dưới giường lại phát ra những cái âm thanh lạ. Những cái âm thanh lạ này đủ khiến cho một cái người trai tráng nè cũng rợn người, chứ đừng có nói là một người con gái như chị Khá. Có điều bản thân chị Khá cũng đã đi theo cha mẹ của mình đi đêm đi hôm giăng lưới thả câu, thì đâu đó vẫn có một cái sự gan dạ hơn là những người con gái bình thường. Chị Khá mới nghe rồi, lúc này là do là không có em mình, chỉ có mình thôi. Chị mới đập xuống cái giường của mình mà đập khá là mạnh, tại vì nếu mà có em mình á thì mình đập mình sợ nó giật mình thức dậy. Còn một mình thì chị đập rất là mạnh, chị đập bịch 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 vô như vậy nè. Thì
Lúc nào cũng vậy các bạn, khi mà các bạn đã nghi ngờ dưới phía giường mình có một cái con gì đó thì bản thân đập cái tay xuống là con mắt sẽ dòm qua bên đây. Bởi vì sao? Bởi vì một cái giường vào một cái phòng nhỏ ở cái những cái nhà cấp 4 như là lúc trước á, thì lúc nào cũng vậy, cái giường á, các bạn sẽ đặt sát vào vách. Và cái chân giường đa phần nó cũng đụng vách luôn. Chỉ có cái đầu là nó hơi hở thôi. Nhưng mà mình dòm, không lẽ mình dòm ngược lên trên đầu. Thì dòm á là phải dòm xuống. Mình đang nằm như vậy thì mình chỉ cần lắc cái đầu nhẹ qua và dòm xuống. Đó là cái thói quen thông thường và thông dụng nhất luôn. Chị mới cái tay thì đập, còn con mắt thì cái người nghiêng qua để mà dòm xuống phía dưới ngay cái chỗ mà mình bước lên bước xuống để mà ngủ đó. Thì chị đập mấy tiếng rồi chị mới nghe rột rột, thì lúc này bản thân của chị khá nghi ngờ là có con mèo gì đó, thì chị mới đập mạnh lên và cái miệng của chị á mới phát ra cái tiếng là hôi hôi theo kiểu là đuổi. Đập mạnh như vậy thì lúc mà chị hô hô cái miệng ra đuổi thì chị mới thấy nha. Chị thấy một cái bóng đen nha, nó chạy một cái véo ra. Nó chạy ra nhưng mà cái cửa của chị á thì nó đóng nha các bạn. Nó đóng và là cái cửa cây nữa, thì bất luận cái bóng này là con mèo hay là con chó, mà theo như chị nghĩ là con chó. Con chó nó mới bự vậy thôi. Cái bóng đen này nó bự bự như một con chó và nó chạy thẳng tới cái cửa là chị đã giật mình rồi. Nhưng mà chị nghĩ là con chó nào vô nhà mình. Lúc đó suy nghĩ nó nhanh quá. Chị nghĩ là có con chó nào vô nhà mình. Chị mới bật ngồi dậy và định là thủ cái thế sợ con chó nó nhảy lên trên giường á. Nhưng mà nó chạy ngay ra cái cửa thì thế nào nó cũng quay trở lại, chứ đâu còn đường nào nó chạy ra đâu. Có cái chị mới vừa bật dậy thì con chó này, con chó theo suy nghĩ của chị khá nha, nó chạy qua khỏi cái cánh cửa luôn các bạn, mà không hề phát ra một cái tiếng động nào, làm cho chị khá phải giật mình, mà mình mẩy kêu bằng cứng đơ, rất là sợ và la lên sầm hết. Mà khi la như vậy thì lúc này ở nhà của chị khá đã có khá là nhiều nhà người ta sinh sống xung quanh đây rồi, và cái tiếng la của chị khá khá là lớn vào ban đêm, cho nên là cái nhà gần nhất á, cái nhà đó thì gia đình người ta có 4 người. Và khi mà chú thím hai đi á thì cũng hàng xóm mà cũng qua nói là con gái con nó ở nhà của ông mình, có gì á thì chú thím ngó giùm con đó. Thì hai vợ chồng lớn tuổi đó tuy là già nhưng mà người ta rất là nhạy cảm bởi những cái tiếng động vào ban đêm. Hai vợ chồng đó mới đi ra và đi ra nhà gõ cửa. Nhưng mà cái lúc này nè, chị khá do là quá sợ rồi và nghe cái tiếng đập cửa bịch 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 ở ngoài thì chị sợ quá, chị càng sợ thêm và chị run người, chị không có dám trả lời. Cho đến khi mà nghe được cái giọng của hai người hàng xóm của mình, nghe được giọng của ông bà rồi thì chị khá mới trả lời. Thì biết chắc chắn là hai ông bà rồi. Nhưng vấn đề ở đây á là chị khá có dám bước xuống cái giường của mình và đi ra ngoài đó hay không. Thật sự là không nha các bạn. Bởi vì mình là một cái người ở trong nhà một mình, mà nằm ở cái buồng trong, cái người gõ cửa thì ở từ phía bên ngoài, mà nhà chị khá bây giờ cũng đã làm lớn hơn rồi, cũng gần 20 mét chiều dài. Thì chị nằm sát ở bên trong là sau cái nhà bếp rồi. Có nghĩa là vị trí của chị tới vị trí mà người ta gõ cửa ở ngoài trước ít nhất cũng phải là 12 đến 13 thước. Nhưng mà lúc này thì trong phòng không có một cái đèn nào cả, không có một cái ánh sáng nào trong phòng cả. Thêm vào đó là mới vừa chứng kiến một cái bóng đen chạy từ cái gầm giường của mình và chạy thẳng ra, mà chạy xuyên qua cánh cửa luôn. Thì ai đủ can đảm để mà đập cái chân mình từ ở trên giường xuống dưới đất để mà đi ra bên ngoài. Bởi vì nói á thì rất là đơn giản, nhưng bản thân nằm trong cái tình cảnh đó, đừng nói là còn phải mắc mấy giây đồng hồ để mà gỡ cái khóa cửa nha các bạn. Cái khóa cửa gài vậy nè các bạn. Nhưng mà không cởi mấy giây đó thôi, mình chỉ cởi cảm giác mình đang ngồi ở trên giường. Và cái giường thì nó cao hơn cái mặt đất độ khoảng 6 bài tắc. Và nếu như mình đặt cái giò xuống đó
mà lỡ có một cái bóng nào nó chụp cái giò mình một cái thì sao mà không sợ được. Nó thì lúc này chị khá sợ đến nỗi mà khóc luôn, bởi vì bên ngoài thì hai người hàng xóm cứ liên tục là kêu là Khá ơi mày ra đây mày mở cửa tao vô coi có chuyện gì. Chị Khá thì cái giọng cà rung mà con không dám, con không dám, thật sự làm sao mà dám các bạn. Đến độ mà hai cái người hàng xóm quá gấp và quá lo, cho nên là phải đi bọc ra phía sau, đi tới cái chỗ mà cái vách mà khi mà chị Khá ngồi dậy á, là cái lưng chị dựa vô vách như vậy nè, mà vách lúc này là vách dán rồi nha, chứ không phải là vách lá như hồi trước nữa. Thì đi ra đó và hai người liên tục nói là ông bà đi ra chỗ vách nha, nói để cho chị Khá đừng có giật mình khi mà ông bà đập tay vô vách. Có một cái thì cái vách này á, nó không có cái cửa sổ, mà ở phía bên trên á, trên cao á, từ cái vị trí mà cái giường này nè phải lên khoảng hơn 2 mét, thì ở đó nó có một cái khoảng trống để cho gió nó luồn vô đó. Thì làm sao mà hai người ở bên đây người ta có thể mở ra hay là tiếp viện cho chị Khá. Chị Khá là quá sợ rồi, run hết rồi, khóc rồi. Và cái giọng nói là ấp ra bốn và rất sợ là nhằm khi cái bóng ở dưới cái gầm giường có khi nào nó nhào lên và nó chụp mình hay không. Khi đã sợ rồi thì mọi cái ý thức, mọi cái ý tưởng trong đầu nó hiện lên, rồi nó chỉ hiện lên những cái hình ảnh gây tác hại đến cái sự sợ hãi của mình thôi. Kêu bạn quá rồi, cho nên là hai người chủ nhà, xin lỗi các bạn, hai người hàng xóm á, thì một cái bà đó phải chạy về nhà kêu con cái qua. Kêu con cái qua rồi phải là động viên theo kiểu là nói lớn làm dữ lắm luôn. Thì chị Khá mới đủ can đảm mà gồng mình lên chạy ra, nhào từ trên giường nhào xuống, chạy ra được tới cái cửa và đã gỡ được cái then rồi, là gịch cánh cửa để mà bước ra. Thì mới vừa gịch cánh cửa ra đó, chạy ra bên ngoài thì có một cái bóng nha các bạn. Cái bóng như là nó đang đứng ở đó từ rất lâu rồi, và nó khi mà chị Khá mở cửa ra thì nó lật đật nó chạy ra phía sau bếp. Nó chạy mất tiêu. Và cái bóng này rất là nhỏ, cái bóng này như thể một cái đứa con nít độ tuổi chừng 7-8 tuổi à. Nhưng mà lúc đó là chị Khá quá sợ rồi, kêu bằng thấy nó chạy sau bếp thì chạy, chị mới chạy ngược ra phía nhà trước. Nhưng mà chạy ra là tay chân run lẩy bẩy và đến độ cái cửa nhà mình mà mở muốn không được luôn. Và ngồi xuống khóc ngay ngay cái lúc đó luôn. Theo như là chị Khá nói là chỉ cần mà chị Khá mở cái cửa này á, rồi từ phía sau bếp mà nó chạy ra một cái nữa là chị Khá không chừng đứng tim mà chết. Rất là sợ rồi. Cũng may là do là có nhiều người đứng từ phía bên ngoài và liên tục nói không sao, không sao, không sao, mở cửa, thì cuối cùng chị Khá cũng mở được cái cửa và mọi người mới đi được vào trong nhà. Đến khi vào được trong nhà rồi á, thì mọi người mới hỏi là làm sao mà con lại thấy những cái hiện tượng này. Thì chị Khá do là quá sợ rồi cho nên là không có cởi được các bạn. Nó thì cả gia đình ở bên đó người ta phải ở bên đây, mà tôi thấy chị Khá quá sợ rồi, người ta mới dẫn chị Khá về bên đó, bên nhà của người ta. Thì khi mà về bên đó rồi thì chị Khá không còn thấy cái cảnh tượng đó nữa, và bản thân mình ngủ cũng có người ngủ chung. Và lúc này thì chị nằm bên đây, chị cứ liên tưởng mà cái cảnh tượng mà mình ở bên nhà một mình á, thì sẽ đáng sợ tới cái mức độ nào. Cho đến sáng khoảng 7-8 giờ sáng thì chú thím hai mới trở về và nghe được cái chuyện của chị Khá thấy những cái hiện tượng như vậy. Chú thím hai mới là cúng, và cúng kiến xong xuôi đâu đó rồi thì khoảng giờ trưa đó, chú thím hai mới hỏi là Khá con nhớ coi con có đi chỗ nào mà gặp cái hiện tượng lạ hay không. Chị Khá mới cố gắng suy nghĩ ngoài, suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài, thì cuối cùng chị mới nhớ ra là một cái bữa đó là chị đang ngủ trưa ở phía sau nhà mình cỡ độ chừng 20 mấy thước á,
chị ngủ ở đó và mắc cái võng lên ngủ ở đó, thì trong cái lúc ngủ á, chị mới nằm mơ. Chị nằm mơ và chị thấy á, có một cái đứa nhỏ này độ khoảng 7-8 tuổi thôi. Chị không có dòm rõ được mặt mày của nó, nhưng mà nó đi lại á, nó nói với chị là chị ơi, cho em vô nhà chơi nghe, cho em vô nhà chơi với chị nghe. Chị khá, do là mình đang ngủ và đó là giấc mơ, chị khá cũng không có biết mình nằm mơ nữa. Chị khá chỉ trả lời rằng á là em vô chơi đi, em có chị trong nhà. Bởi vì chị khá lúc đó chị chắc nghĩ là chắc là thằng nhỏ này nó lại nó chơi với em mình 11 tuổi và nó xin vào nhà để chơi với em mình, thì cái chuyện đó hết sức là bình thường, mặc dù là trong giấc mơ chị không có dòm rõ được. À, thì chị hứa là chị cho nó vô nhà. À, thì chị cũng vẫn ngủ như vậy. Chị ngủ như vậy thì chị cũng gặp là những cái giấc mơ khác. À, cho đến mà không biết là bao lâu đó thì chị lại tiếp tục thấy cái đứa nhỏ đó nó đi trở lại. Nó nói là chị ơi, chị phải dẫn em vô nhà mới được, chứ em tự vô không có được. Chị khá nói ừ vậy để chị dẫn em vô. Đó, thì chị mới nắm tay cái đứa nhỏ này và dẫn nó đi vô trong nhà. Dẫn nó vô trong nhà rồi á thì nó mới chỉ là nó hỏi là ủa chị ơi, chị ở chỗ nào? Chị khá thì thường thường chị ngủ với lại em trai của mình, cho nên chị nghĩ là đứa nhỏ này nó đi vô nó kiếm em trai mình chơi, thì chị mới dẫn vô coi là em trai mình có trong 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 đó hay không. Tới khi mà chị đi vô tới cái cánh cửa, chị mở cửa ra, chị chỉ nói là chị ở đây mà sao em chị không có thấy. Thì đứa nhỏ nó cười, nó nói là được rồi chị. Cái đứa nhỏ nó mới đi vô trong đó, thì nó đi vô trong đó là cái giấc mơ của chị khá hết bí mật. Thì chị cứ nghĩ bình thường đó là một cái giấc mơ thôi, nhưng mà chỉ sau mấy ngày thì chị khá lại gặp được những cái hiện tượng tâm linh. Chú thím hai mới sợ rồi đó, thì mới đi nhờ người. Cái người này á thì theo cái kiểu là giống như là cũng là biết về cái việc tâm linh nhưng mà không hề làm nghề gì cả, và cái người này thì là người Việt nhưng mà gốc Cam nha. Thì cái người đó đó lớn tuổi rồi, mới đi lại nhà và coi. Sau khi coi này nọ xong thì cái ông này ông mới nói á, cái vong này á, là cái vong đứa nhỏ nó vắt vưởng ở, nó đi theo kiểu nó đi bình thường thôi và nó hợp vía với lại chị Khá, và nó thấy đi ngang nó thấy chị Khá đang ngủ á, rồi nó thấy nhiều lần rồi chứ không phải là chỉ một lần duy nhất mà nó thấy chị Khá nó xin, nó thấy nhiều lần và nó hợp thì nó mới xin trong cái giấc mơ. Thì nó xin như vậy chị Khá lại dẫn nó đi vô trong nhà, cho nên là nó mới ở trong nhà và nó giỡn theo kiểu là nó giỡn á, đứa con nít á, nó không phải là nó cố gắng nó hù dọa nó làm cho chị Khá sợ hay là nó bắt hồn chị Khá gì, nhưng mà cái vong hồn của đứa nhỏ nó lang thang, nó rất là buồn và nó lạnh. Thì bây giờ nó được vô trong nhà ấm áp thì nó mới giỡn, cái tính nết của đứa con nít mà nó sẽ giỡn, nó sẽ giỡn với chị thôi, cho nên là nó chỉ làm ra cái những cái đó để mà mục đích của nó là giỡn với lại chị Khá. Nhưng mà dẫu sao cái sự giỡn đó làm chị Khá điên hồn, sao mà dám giỡn kiểu đó được các bạn. Cái tâm linh thì họ không biết, họ chỉ nghĩ là họ buồn rồi họ hợp vía với ai, họ giỡn với cái người đó, nhưng mà cái người sống mình á chứng kiến những cái hiện tượng đó thì sao mà chịu nổi. Thì mới nhờ cái ông đó cúng. À, ông mới cúng, ông cúng kiến cũng đơn giản thôi, ông cúng xong rồi thì ông mới nói thôi được rồi, nó đi nó chịu đi rồi, để tôi dẫn nó về, tôi gửi nó vô trong chùa. Và kể từ cái lần mà cái ông chú đó ông cúng giùm á thì coi như chị Khá không còn gặp cái hiện tượng tâm linh nào cả. Và chị cũng nghe người lớn mình kể là có những cái trường hợp mà người ta nằm mơ rồi người ta bị sinh, rồi sinh con hay là sinh cái gì đó trong gia đình thì cho rồi, mà không phải ai cũng vậy nha các bạn. Giống như có những cái trường hợp là nó gần như nó diễn ra như thật. Bởi vì người ta nói là ngủ là phải niệm Phật trước, hay hoặc là phải cái vía phải khôn. Ví dụ như mình gặp ghe đầu chạy dưới sông mà ngoắt mình đi này nọ thì mình đừng nên đi, hoặc là xe chạy trên bờ mà nó chạy lạ lùng vậy đó, nó kêu mình lên xe để cho đi đi với nguyên một nhóm người nào đó thì mình đừng có nên đi. Cái kiểu mà ông bà mình dạy như trong cái vía là nằm mơ thì thấy như vậy đừng có đi. À, rồi câu chuyện của chị Khá đến đây là kết thúc. À, Bảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.